những vị khách quý đến từ dàn hợp xướng quốc tế Hà Nội, chỉ huy dàn nhạc Đồng Quang Vinh, Katja Seller đến từ Đức, Elizabeth Blanchy đến từ Pháp, Maya Wallace và Akofa Wallace đến từ Anh Quốc, Manuel Gravac đến từ Serbi, Han Cho đến từ Hàn Quốc, Jackie Kausin và Matthew Fred đến từ Pháp. Xin được giới thiệu Hans Vongor đến từ Hà Lan, Nguyễn Vũ Minh Anh, Đặng Quốc Anh đến từ Việt Nam. Một lần nữa.